Rồi, chào mừng quý vị đến với Sài Gòn trên đường Cộng Hòa. Tối khuya ngày 22 tháng 9 2017. Vì thấy cái xe vừa nằm vừa băng ngang. Xe này đi Đà Lạt cái gì? Biển số 49B là đi Đà Lạt. Bây giờ khoảng gần 11 giờ đêm đi là tới là làm khoảng 5 giờ sáng á, vậy đủ em tới. Rồi, phía trước vậy là cây cầu vừa bắc qua đường Hoàng Hoa Thám. Bây giờ khuya đường vắng cái gì ha. Xe cảnh sát rồi, quẹo trái ở đây là đường Tân Kỳ Tân Quý.
trường chính. Mấy quán nhậu thì vẫn còn. Đây là đường Tân Sơn Nhì, phía trước là ngã tư, về phải là đường Nguyễn Cửu Đàm, trái là đường Diệp Minh Châu ấy. Lại có tiệm KFC. Đây là đường Gò Dầu cái gì. Vô mấy cái hẻm này thấy tối tối khuya khuya này. Đây là khu vực chung cư Gò Dầu về đêm này. Rồi, thank you, good night quý vị ha.
Night with Ken, cứ từng vui vẻ cái gì. See you.